Chào các bạn tin nhanh 24/7. Thi thể nam sinh vướng trên trụ bảo vệ cầu công dân. Sáng ngày 2 tháng 2, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của một nam sinh trên trụ cầu bảo vệ công dân thuộc xã Đạo Thanh, thành phố Mỹ Tho. Theo cơ quan công an, khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 2, một người dân đi qua khu phố cầu công dân thì phát hiện một thi thể thanh niên vướng trên trụ bảo vệ cầu và báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng nằm sấp trên trụ cầu bảo vệ. Bước đầu, cơ quan công an xác nhận nạn nhân khoảng 13 tuổi, tên là Trần Minh Thọ, ngụ xã Đạo Thanh, thành phố Mỹ Tho. Trước đó, gia đình nạn nhân đã trình báo công an xã Đạo Thanh là nạn nhân đã mất tích không rõ nguyên nhân khoảng 3 ngày. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.